Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng đã xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn với phía Bắc thì đến gần trưa mới bắt đầu hưởng nắng do là trời đã có mây mù. Sương mù hôm nay xuất hiện trên diện rộng khắp từ miền Bắc xuống tới Nghệ An. Mức độ cũng dày hơn. Hàng loạt điểm từ vùng núi đến đồng bằng ven biển, tầm nhìn xa giảm xuống từ 500m trở xuống. Thậm chí là ở Ninh Bình, 7 giờ sáng nay, tầm nhìn chỉ còn khoảng 50m. Rất khó để chúng ta quan sát được mọi thứ xung quanh. Thời điểm sương dày nhất đã qua đi, chiều nay toàn vùng chỉ còn một lớp sương mù mỏng. Trời hứng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Tối và đêm nay thì người dân ở miền Bắc sẽ được đón Noel trong tiết trời tạnh giáo và không quá rét, với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Phải gần sáng khi mà không khí lạnh tràn về và gây ra mưa. Ở miền Trung, với khu vực từ Đồng Hới trở vào cho đến Quy Nhơn sẽ đón không khí Giáng sinh trong thời tiết mưa lạnh. Nhiệt độ ban ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Tối nay trời rét nhẹ với mức nhiệt phổ biến từ 20 cho tới 22 độ. Các thành phố khác của miền Trung trời sẽ tạnh giáo. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, thời tiết chiều nay khá dễ chịu, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 cho tới 32 độ. Mưa cũng chỉ xuất hiện nhanh vào chiều tối, nên tối và đêm ở đây, thời tiết vẫn rất đẹp để chúng ta có thể đón Giáng sinh. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa có gió cấp 4, trời có nắng, tầm nhìn xa ở đây thoáng rộng trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và đêm nay.